Quan tâm hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình ấm no tiến bộ hạnh phúc, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực. Năm 2022, các cấp hội phụ nữ thành lập mới 7 mô hình gia đình không bạo lực với 151 thành viên, duy trì hoạt động 1.360 mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc tại 152 cơ sở hội. Tham gia mô hình, các thành viên được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết để hạn chế các xung đột, bất hòa phát sinh trong gia đình. Các cơ sở hội cũng khuyến khích chị em tích cực phát triển kinh tế, tự tin khẳng định vai trò của mình trong cuộc sống. Trong năm, hội đã phối hợp tổ chức 21 lớp tập huấn về kiến thức, kỹ thuật chế biến, sản xuất nông nghiệp, kỹ năng phát triển rừng bền vững, hỗ trợ thành lập mới 4 hợp tác xã, 3 mô hình liên kết sản xuất kinh doanh.